Ngân sao em làm kỳ vậy? Em biết cậu Tư có vợ rồi mà. Không biết gì đâu. Đó, tới giờ nó bắt đầu là tòa áo rồi đó quý vị. Ngon quá. Chị Trinh tới lâu chưa? Chị Trinh từ nãy giờ. Chị thấy cậu Tư mà ngồi. Mà sao biết chỗ này mà chị Trinh thấy vậy? Dạ thưa, đi tìm bức cảnh quay. Cậu Tư nói là tới khách sạn đó, mình tới đó mình nghi mình đậu xe vô rồi. Cái mình thấy cậu Tư cầm cái điện thoại quý vị, gọi cái đá gọi cha á, gọi hoài. Mình nghi quá, mình kêu là kiểu nào chắc gọi cho con nào tới rồi. Đi tới khách sạn chỉ có gọi cho con nào thôi. Thì ra là gọi cho Nguyễn Thị Ngân. Chết rồi Ngân ơi, chết em rồi. Chết rồi cậu Tư. Tư nói đi chứ cậu Tư, cũng cứ cười hoài vậy. Con về con mắt mở Tư. Nói gì vào chỉ bắt gặp luôn, nói gì vậy? Trời ơi. Bây giờ là buông xuôi luôn hả? Buông xuôi luôn. Hết cãi được rồi. Ngân. Audio Jump. Quý vị và các bạn, hiện giờ Trâm đang phát hiện ra cậu Tư đang đi khách sạn. Chết rồi, Chiến là cậu Tư chết rồi quý vị ơi. Cậu Tư đi khách sạn với cái lạ. Bây giờ mình coi thử là mình đi đánh ghen. Mình coi thử là cậu Tư đi khách sạn với ai nha. Không có một ai hết, tại sao cậu Tư lại hẹn Nguyễn Thị Ngân đi? Em đi riêng với bạn em chứ. Rồi Ngân ơi, chị sắp chọn về em quá Ngân. Chị chứ sao em hẹn cậu Tư? Có đâu, trùng hợp đó chị, không ai hẹn. Rồi có mẫn gì chưa? Chơi Mới vô, chưa. Cậu Tư chết cậu Tư rồi. Rồi xong luôn, có tiêu rồi ha. Ha, chết rồi. Ngân sao em làm kỳ vậy? Em biết cậu Tư có vợ rồi mà. Không biết gì đâu. Đó, tới giờ nó bắt đầu là tòa áo rồi đó quý vị. Ngon quá. Chị Trâm tới lâu chưa? Chị Trinh từ nãy giờ. Chị thấy cậu Tư mà ngồi. Sao chị biết chỗ này mà chị Trinh thấy vậy? Dạ thưa, đi tìm bức cảnh quay. Cậu Tư nói là tới khách sạn đó, mình tới đó mình nghi mình đậu xe vô rồi. Cái mình thấy cậu Tư cầm cái điện thoại quý vị, gọi cái đá gọi cha á, gọi hoài. Mình nghi quá, mình kêu là kiểu nào chắc gọi cho con nào tới rồi. Đi tới khách sạn chỉ có gọi cho con nào thôi. Thì ra là gọi cho Nguyễn Thị Ngân. Chết rồi Ngân ơi, chết em rồi. Chết rồi cậu Tư, giờ ngồi cười thôi, đâu phản ứng được gì nữa đâu. Bị cắm mắt tại trận mà quý vị. Vậy là có tiếng không có miếng. Rồi xong quang rồi. Quang quá rồi mà cậu Tư đỏ rồi. Không thể giải thích được. Ngồi ghế đá gọi điện thoại mà kiểu giống như là ừ em tới lẹ đi chứ đoàn sắp tới rồi em tới lẹ đi kiểu vậy đó. Thì ra là tôi thấy đèn xa xa, tôi thấy bà Ngân chạy tới rồi tôi núp lùm ở ngoài kia tôi canh rồi. Ủa, em đi đâu rồi Ngân? Em cũng đi đâu mà em đi đâu nè. Thôi đây đừng có diễn nữa. Đừng có diễn rồi, em đi đâu vậy Ngân rồi nữa nha. Tôi tình gây rồi mà còn lên tôi mét em cương dừa. Chết rồi, em cậu Tư dẫn Nguyễn Thị Ngân đi khách sạn, đây là tiêu đề của clip này. Bị một cái chăm mắt gần. Chết rồi. Thà như em đi với bé Trang tới nọ chị không đi. Không, thật ra nó là một tình huống trong phim Trâm ạ. Tình huống gì trong phim? Nó là một kịch bản tình huống trong phim. Trong phim phải có đoàn, phải có máy quay, có quay phim, còn nào có ai chơi, có ai rồi thôi. Đoàn đang quay chỗ khác của em qua đây set up tập trước. Ai tin? Chăm không biết rồi, này trong kịch bản ha, tôi với Ngân là cùng quê với Nổ chứ. Đúng rồi. Đúng không? Con không tin, Nguyễn Thị Ngân là đóng vai cái gì là ông Nổ qua cưới vợ. Đúng rồi. Nổ qua hỏi cưới Ngân. Đúng rồi. Nhưng mà bà ngoại của Ngân chê Nổ nghèo. Vậy là con Tư giàu. Đúng. Đá gà dân chơi sớm. Đá gà. Hợp lý luôn. Đúng không? Đấy. Ủa, vậy thì phải chờ đàn phim lên đi rồi mới hẹn rồi, chứ tại sao hẹn ở đây?
tập kịch bản. Tập cái gì mà vô khách sạn kêu quý vị? Thưa quý vị là tập gì mà vô khách sạn? Không thể chấp nhận được. Mình đi qua mình hỏi cái chị chủ khách sạn là nãy giờ thuê phòng chưa là biết liền à. Chết rồi, chị ơi. Nãy giờ cậu Tư thuê khách sạn cho chị. Thế rồi hả? Trời ơi. Trời ơi là trời. Không thể tin được. Chết rồi, cậu Tư ơi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Xong rồi, chị xong rồi. Đó, trong kịch bản là cũng xong đó. Thì là xong rồi đó. Xong rồi. Xong từ tập 1 rồi. Tôi về tôi lát bữa Tư. Giờ ngồi cười hoài luôn á. À, ảnh gì? Bị hồi chăm mắt chậm được lên vậy. Thật chết rồi đó, bị con chen. Làm gì cô Tư? Tư ngại em. Có gì đâu còn Tư. Cứ mở ra đi công càng hợp. Thì thưa quý vị, cháu mới phát hiện ra là tại sao Nguyễn Thị Ngân với lại cậu Tư thân thiết với nhau. Nguyễn Thị Ngân quay một cái clip là rất là thương cậu Tư, vì cậu Tư vừa làm hiện trường nè, rồi vừa chạy bối cảnh nè, vừa đóng phim nè, rồi này kia. Tại sao không quay anh Hương Dừa, không quay ai mà lại quay cậu Tư? Có tình ngay lý gian, không chấp nhận được. Alo, lấy điện thoại gọi cho anh Hương Dừa, nói bắt gặp cậu Tư trong đây, mời mở Tư lên đây làm việc. Chết rồi, Nguyễn Thị Ngân chết rồi. Tại muốn quay anh Hương mà quay không được chân. Chết Ngân rồi. Chị có cậu Tư, bữa nay cậu Tư lên kênh em, cậu Tư nổi tiếng lắm. Chị cũng coi đúng không? Chị cũng coi clip đó đúng không? Em ơi, cậu Tư nổi tiếng từ cái đợt mà về nhà ăn Tết kìa. Vậy hả? Không phân đoạn là không có thoại luôn, ngồi trên xe thôi, người ta vô. Trời ơi, cậu Tư trà sữa. Bởi vậy bà này bấm mê. Bà này bấm mê, thấy cậu Tư hot. Mê. Chết rồi, Nguyễn Thị Ngân rồi. Thôi xong rồi, giờ ngồi hai người cười hoài luôn. Đâu có phản ứng được gì, chăm nói đúng quá mà đâu có ứng được gì đâu. Chết rồi, cậu Tư. Cậu nói đi chứ, cậu Tư cũng cứ cười hoài vậy. Con về con mắt mở Tư. Nói gì vào chỉ bằng gặp luôn, nói gì vào. Trời ơi. Giờ là buông xuôi luôn hả? Buông xuôi luôn, hết cãi được rồi. Ngân. Hả? Em gái chưa chồng đi lấy người chưa vợ đi. Lâu lâu buông nước mắt. Rồi, thôi xong rồi. Hồi nãy cậu Tư mặt mày sẽ lè chứ bộ. Ừ. Trời ơi. Mặt đen mà mắt bị quần thâm luôn đó chị. Bữa giờ quay tức đêm tức hôm đó. Tưởng hôm nay vô đây ngon rồi chứ, ai ngờ đã bị hổ chăm bắt gặp. Nói giỡn thôi quý vị, nãy giờ là cậu Tư đi tìm bức cảnh. Rồi đây là khách sạn gì ta? Khách sạn Xuân Nguyên. Là chuẩn bị sẽ quay cái bức cảnh của Trâm với lại chú Nam. Phim chùm nổ nha quý vị. Bé Ngân là vô tình thôi, vô tình tới cùng với cậu Tư thôi. Ai ngờ mà chăm gài cho cả một e. Thôi bà ơi, ở đó mà biết. Tôi nói quá mà, ngồi cười hoài luôn. Hồi nãy ha, để cho ngồi đứng nói chuyện, tôi quay núp lụm ngoài kia, rình đồ hồi nữa ha. Mới chạy vô, mình chạy vô sớm á. Chị gọi em mô em biết rồi. Em hỗ trợ nha. Ê, mình gài bả, mình nói là Ngân Ngân vô đi. Mình nói mới vô như giặt vậy đó, còn mình đứng ngoài đèn mình núp lùm. Ai ngờ, ghê gớm lắm. Ở đây cũng diễn thức được không? Lên hơn được. Đồng em thấy không? Em quay cái clip của chị em được thoại quá trời. Em quay phim chùm nổ em có được một chữ rồi, dạ. Ủa là gì em cũng biết luôn vậy. Trời ơi, bé Trang nói. Ủa, Nấm bi nói là phim này là bé Ngân được thoại rồi. Trời em buồn. Tôi thấy quá trời luôn á. Về nhà ăn Tết được thoại quá trời, sen linh địa linh rất xinh tình vẫn còn xinh đúng không? Ở qua bên chùm nổ được có một câu thoại rồi. Dạ hết. Hai câu. Cái gì nữa? Cái này có thêm câu dạ, gì? Em 18 tuổi. Thế thôi đó. Trời ơi. Ủa, cậu Tư, đóng vai gì trong phim này cậu Tư? Đá gà đó. Thì đá gà đó. Dân chơi sớm. Nhưng mà vẫn hoạn nhiều hơn em. Nhiều. Đúng rồi. Còn được quýnh hai nhân vật chính luôn. Ừ, đúng rồi. Quýnh đá luôn. Nhưng mà cậu Tư vui không? Coi đi biết. Cậu Tư biết là cậu Tư có hạnh phúc khi nhận được cái vai diễn lớn của phim nữa không? Hơi căng thẳng mà cũng hơi mệt nữa. Sao vậy? Cái vai đầu tiên mà bắt chạy nè, nhảy ao, phóng qua mương rồi các thứ. Nghe clip nhảy ao không có nhảy đâu nữa, nhảy ao đó nhảy. Nhảy mương. Nhảy mương thôi. Ừ. Trời ơi, mập gì mà nhảy thì bay cao xa luôn á. Con bé này kỳ cục, dám nhìn thẳng cậu Tư nó mập như vậy. Cậu Tư mập đi. Đúng, cậu Tư cậu ăn bao nhiêu á, tốt nhiều dành ăn với con. Bé ốc tiêu là nó nhôm nhôm nhất, bao nhiêu cậu Tư mập lắm. Ừ, chị nói em mới để ý, ốc tiêu nó nhỏ xíu không. Cậu hả? Tư hưởng hết. Cái bây giờ nuôi giờ cho ăn mà không lớn thì thôi ăn chứ, để ba ăn chứ. Cậu Tư hẹn con 4 giờ mà giờ này 4 rưỡi rồi mà còn chưa thấy đèn đâu. Bé bảy hôm qua bất chấp tôi
từ hôm qua tới giờ luôn. Buồn quá. Ủa, ai ăn chăm? Dạ. Ai ăn chăm 4 giờ? Chị Cẩm ăn 4 giờ. Chị Cẩm nói chăm ơi 4 giờ lên nha, đó làm gái nha em. Trời. Bó tay. Chị thư ký đó, chị nhắn tin cho mình, em ơi em hôm nay em quay cái cảnh làm gái đó, 4 giờ em lên làm gái nha. Trời ơi trời, muốn xỉu với bả luôn á. Kiểu giống như bà rối bà gấp á, bà cứ nói em 4 giờ chạy lên nha em, đừng chạy lên sớm nha, 4 giờ mới làm gái. Mình cũng nghĩ lạ cái, ủa người ta làm gái là ban đêm hay là ban ngày, ta kỳ vậy ta. Mình quay trong ngày đêm như ngày mà. Đâu có, quay cảnh trước cổng mà. Quay trước cổng, quay tự trong vui đi ra. Đi ra trong bộ dạng là rủ rượi. Ủa vậy mấy bạn đó đóng vai ông chủ đúng không? Cái bảy là chủ tiệm massage. Để nào? Hải á. Hải. Cái bảy. Ở khác nữa à? Thôi. Nói chung phim anh Khương cái toàn là ngoài dàn diễn viên chính là toàn cái nhà lá vườn nha, cái công ty không nào. Để vui mà. Dàn đệ tử của anh Khương phim này không là đông là giả mang luôn á. Đông lắm. Đông giả mang luôn. Bởi vậy hậu trường á, anh Khương đâu quay lại nổi đâu. Đâu quay đâu. Quay nổi. Anh Khương không quay nổi hậu trường luôn. Chỉ có ngày đầu tiên là ổng quay được 2 clip. Nhưng mà 3 clip, 30 clip. Nhưng mà mấy cái clip sau xong có ai quay cho anh Khương. Tại anh không chịu quay chứ. Thôi anh để cho đệ tử anh quay, đúng rồi. Anh thời gian nó quay, giống như đợt anh Khương đi phim của Trâm cũng vậy đó. Trâm có quay được clip nội trường đâu, ít lắm, anh Khương một ngày 15 clip. Tại vì đợt này anh bị căng thẳng. Căng thẳng là tại vì vừa sau, sau ngày đầu tiên cái là phát hiện kìa. Ai nói quay thì đó, con nhỏ này tôi bây giờ. Tôi cứ nói ra, quay tôi hoài. Sau ngày đầu tiên thì anh Khương bắt đầu cảm thấy kịch bản nó căng thẳng quá. Tập trung vô nào là sửa thoại, sửa đồ các thứ. Lên mất đúng rồi, tại vì lúc mà mình ra mình quay nó khác kịch bản. Kịch bản lắm. Với lại kịch bản của Khương bữa đầu cũng chưa có thoại nhiều mà. Cái này là mình ra ngoài hiện trường mình coi như thế nào là mình tự phong nữa. Nói chung là diễn viên tự giữ tâm lý đi đó. Với lại anh cũng phải kêu cả đầu gì chỉ người ta nữa. Chứ bình thường như anh diễn xong rồi anh đi quay cũng được. Nhưng mà này phải ở lại chỉ cho mọi người nữa nên là không có thời gian. Chắc là một hồi nữa mình không biết mình làm gái nó như thế nào. Chắc mình kêu anh Cương thì phạm. Đúng rồi. Chán không quý vị ơi, ngày thứ hai đi quay phim mà hẹn mình từ 4 giờ tới giờ mà còn chưa được quay nữa. Ốc làm. Ngay được làm nghề. Nó được đi làm nghề, làm ngành, làm cái ngành. Nghe không? Anh Cương vừa trong phim trước cứ nói với con là bây giờ mày muốn làm em gái tao hay là muốn đi làm gái? Làm em gái tao mày sướng nha, đi làm gái khổ lắm á. Giờ tao phim mày làm gái luôn. Có điềm luôn, đúng không? Có điềm luôn á quý vị. Tự nhiên em đóng phim nó xong với mình xong không? Ông nhìn được cái tiềm năng của mình hay sao mà mắc mình đi phim này. Nhưng thật ra thì cái phim này, cái vai này thì cũng đơn giản thôi. Đâu có cảnh gì mà ngái hay gì đâu, chỉ là thoại miệng thôi. Nhưng mà được một cái là nó đề cao về cái tình cảm của thằng Ôm á. Thương nhỏ này. Thì nhỏ này bỏ nghề đi anh nuôi, nhưng thật ra túi anh không có nghẹt nào hết. Anh nuôi bằng niềm tin và hy vọng. Ôi mời quá, chờ tiếp đây. Hai người cứ đi khách sạn không thì đi nha, em đi ra ngoài. Thôi giỡn nha chúng vị, cái này là mình trôn cậu Tư thôi mà trôn dở quá. Mình không có kinh nghiệm rồi. Chán quá à. Cậu Tư cũng cười không à. Ông nói gì chưa. Chị ra là buồn lại em diễn lại. Ừ, ra giả bộ diễn lại đi rồi. Cảm ơn mọi người nha. Chán quá à. Chào lại đi chị không. Dạ, chào chị.